sau thành tích U23 để lòe mị, kích động giáo dân. Trong bài giảng Công lý và Hòa bình ngày 28 tháng 1 năm 2018, cũng như trên Facebook của mình, nhiều ngày qua, Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chứng tỏ ông ta mới chính là kẻ ăn theo, bấu víu, lợi dụng chiến thắng của U23 để xuyên tạc và lòe mị giáo dân, lồng ghép vào bài giảng những luận điệu vu cáo để đặt về chế độ và kích động giáo dân Thái Hà chống phá đất nước vì chấp nhận chế độ xã hội do cha ông chọn sai đường. Ông này chúc mừng chiến thắng của U23, gọi đó là kỳ tích của bóng đá nước nhà cần tuyên dương, rồi xuyên tạc xã hội Việt Nam không thiếu người tài. Nhưng tại sao mới đặt giải Á quân mà vui như chết vậy? Vì chúng ta chẳng có gì để tự hào. Tại sao đất nước không sánh vai với cường quốc Nam Châu trong khi có nguồn nhân sự tài năng? Rồi ông ta bắt đầu hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng, đã kìm hãm tài năng, đã khiến đất nước yếu kém, rồi đổ lỗi cho cha ông đã chọn sai con đường và lý tưởng cho dân tộc. Đây có thể được coi là kỳ tích của bóng đá nước nhà. À, là tại sao chúng ta chỉ đoạt Á quân mà chúng ta vui như chết vậy? Thưa là bởi vì chúng ta chả có gì để hãnh diện với thế giới. Chúng ta chẳng có lúc nào có gì để mà tự hào về hai tiếng Việt Nam linh mục đã chứng tỏ ông ta là kẻ tự nhổ rồi tự liếm bằng lời bình luận và thái độ của chính mình. Ông ta dẫn linh bài báo về đội U23 Uzbekistan không được chào đón như U23 Việt Nam vì để hạ thấp giá trị của chiến thắng á quân này. Đây cũng chỉ là giải trẻ nên người ta không coi trọng là đúng rồi, cũng tại vì đất nước mình thiếu vắng những niềm vui và niềm tự hào dân tộc nên mới ra nông nỗi này. Ông ta lấy một vài hành vi của vũ bóng đá ăn mừng chiến thắng quá khích Cô văn hóa của một số ít người Việt, cơ sở kinh doanh mà chính nhà nước lên án, xử lý để thoá mạ cái dân tộc tính, quy kết cho bản chất chế độ xã hội văn hóa người Việt Nam. Khi cho rằng một dân tộc không còn tự trọng, họ sẽ sống mãi trong sự u mê nhược tiểu. Một đất nước bị chính trị hóa trong mọi lĩnh vực, từ học đường tôn giáo đến thể thao, rồi ám chỉ dân chúng hèn nhát khi cúi đầu trước lãnh đạo đảng nhà nước giống như cầu thủ 23. Có thể nói, ông Linh Mục này không hề có chút tự hào dân tộc nào với chiến thắng của đội tuyển trẻ U23 Việt Nam cũng như ngưỡng mộ với các cầu thủ này. Ông ta đang cố gắng chính trị hóa chiến thắng thể thao này để lòe bịp giáo dân rằng chiến thắng này là nhiều huấn luyện viên tài giỏi, cầu thủ giỏi, còn nhà nước đang cấp công của dân theo kiểu người dân chỉ là vật trang điểm cho chế độ. Mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Vậy thưa hỏi là những cầu thủ đó ai đã đầu tư, huấn luyện họ, Thủ môn ngoại tài giỏi Đó ai đã tìm ra ông ấy Lựa chọn ông ấy làm huấn luyện viên nước nhà Chắc do ông Linh Mục này tạo dựng chăng Bản chất nhơ nhớp Và thủ đoạn chống phá bị ổi Vô liềm sỉ khó ai sánh được Với ông Linh Mục này Đáng tầm lợn hơn khi ông ta kích động rằng người dân Việt Nam rất giỏi giang, tài năng như các tuyển thủ trên, nếu không bị chế độ này kìm hãm thì đã sánh vai với các cường quốc Nam Châu rồi. Ông ta bới móc một vài hành vi ăn mừng quá khích để thể hiện sự hàn học với dân chúng đã suy thoái văn hóa do ảnh hưởng bởi chế độ. Ông ta lấy vài ví dụ về tham nhũng, khiếu kiện, tệ nạn xã hội làm căn cứ cho đánh giá chế độ kìm hãm đất nước như thế nào để lên án sự hèn nhát của giáo dân, dân chúng đã để cho chính quyền đẻ đầu cưỡi cổ. Bản chất phản động chống phá đất nước cực đoan còn thể hiện rõ sau buổi giao giảng trên linh mục nguyễn ngọc nam phong và nhà thờ thái hà cưỡng chế giáo dân cầu nguyện công lý và hòa bình cho đám phản động vũ quang thuận và đồng bọn sắp bị đưa ra tòa xét xử về hành vi tuyên truyền chống nhà nước trong khi những kẻ này không phải là giáo dân của dòng chúa cứu thế này người dân việt nam mong mỏi chính quyền sớm xử lý không để một số linh mục chống phá công khai thách thức như nguyễn ngọc nam phong tiếp tục xuyên tạc tinh thần đất nước và kích động giáo dân thế này nữa